Từng đêm mơ, con tim em luôn đợi chờ chàng nhà thơ, làm cho lòng em vui ngất đi ngơ. Mùa thu sang, đông qua xuân ngân hạ tan, tịch tình tang, tình yêu nào đâu dễ dàng. Người ta hỏi đưa đón, trong khi em chẳng hề yêu. Đừng nên làm như thế, ai nhớ anh à? Tại sao phiền như thế? Yêu em anh được gì đâu? Đành hằng mong muốn ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi, thiên linh linh ở địa linh linh, anh đừng linh tinh xin hãy đi về. Hai bên thông gia nhà em la em vừa vụ quy sáng nay rồi mà. Anh ơi anh gì ơi anh đi về đi, anh ơi đứng đây làm gì? Bao lâu em chưa hề yêu anh về đi, anh quay đầu là bờ. Cô Trường Xanh ơi, để làm sao có con gà em mời anh xơi. Nhà em có thôi, điện rồi để anh đi về đi nhá. Đâu phải muốn gì cũng đợi để anh đừng làm như thế. Nhà em không có giữ ghế cho anh ngồi đâu. Chó giữ các bà cứ thể anh ơi anh về mau. Từ nay và về sao anh ơi đừng ghé đấy nhá. Ba hồn bảy vía sẽ anh đừng ghé đấy nhá. Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi. Nhưng cái tình duyên tới là ý do ông trời. Từ nên hỏi trong ngóng, theo em không được gì đâu. Đừng hằng mong muốn ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi.